Không. À, rồi trước khi ra thầy sẽ review lại cái bài tập của các em ngày hôm qua các em đã gửi à. Rồi. Thầy sẽ comment lại cái bài của ngày hôm qua ha. Các em đã gửi à, thì à, sau khi thầy thấy thầy xem qua các bài gần như xem qua 100% các bài của các em thì thầy thấy là à, số em thật ra thì các em làm các em à, có thể à, à, tham khảo ở các cái trang à thì tùy vào cái quy mô của một quán mà họ sẽ có những cái vị trí và họ sắp xếp những cái vị trí à, cho nó phù hợp với cái tiêu chí ở một cái quán một cái bar đó như thế nào à, của một cái à, đơn vị nhà hàng khách sạn nhà hàng đó à, tổng quản lý như thế nào và dưới đó thì các bộ phận như thế nào vân vân à, thì gần như các em không có sai nhưng không sai nhưng cái vị trí các em đang sắp xếp nếu các em đã tham khảo ở một cái trang mạng nào đó thì cơ bản các em phải biết được à, họ hoạt động như thế nào họ hoạt động như thế nào và các vị trí đó họ sắp xếp như vậy nhằm mục đích gì à thì ở đây thầy sẽ đưa ra những cái tiêu chí để các em có thể tham khảo thêm nếu bạn nào đã chưa hoàn hảo à Mà có gì không em à, nếu các em chưa hoàn hảo cái chart của mình thì các em sẽ xem lại à. Ở đây thầy đưa ra như vậy đây là một cái sơ đồ cho một cái tổ chức nó nhỏ thôi à một tổ chức nhỏ thì cái nhánh từ anh tổng giám đốc xuống một cái anh nó gọi là beverage manager từ anh beverage manager này thì anh sẽ có ba bộ phận một bộ phận đó là bên bếp ở nhà hàng và một bộ phận của bà đó là một cái quy mô nó tương đối nó nhỏ à rồi lớn một chút xíu thì có anh director F&B director hay còn gọi là food and beverage operation à thì bên cạnh của một cái anh director này thì anh cũng sẽ có những cái bộ phận như là bộ phận human resource purchasing accounting tức là những bộ phận này sẽ hỗ trợ và anh sẽ làm việc trực tiếp với họ và đưa xuống cho các bạn ở dưới à thì các nhánh ở dưới đây các em sẽ thấy à, gần như họ ngang bằng với nhau các manager này đều ngang bằng với nhau ngang cấp với nhau à executive chef tức là cái anh điều hành về bếp trưởng á anh bếp trưởng nè catering manager tức là một cái anh này là chuyên đánh về tiệc à, chuyên đánh về tiệc nhưng mà tiệc ngoài luôn tiệc ngoài thôi chứ không phải là tiệc trong khách sạn hay trong nhà hàng à còn cái anh banquet manager thì anh này đã đánh ở trên trong và anh catering là anh là chuyên đi outside tức là đi đánh tiệc ngoài restaurant manager tức là anh làm cho cái nhà hàng quản lý nhà hàng room service manager tức là anh này là ảnh chuyên về take order cho để phục vụ phòng à rồi beverage manager ở đây
Tại sao có nơi thì dùng bar manager, có nơi thì dùng beverage manager, tùy theo cái quy mô. Thì có thể cái quy mô mà cao nhất thì beverage manager này ảnh quản luôn cả cái anh bar manager. Beverage này là beverage nói chung. Beverage này là beverage nói chung cho cái service bar và bar luôn. Tức là cái bar này là cái bar có bán rượu và cái service bar là cái service không có bán rượu, hoặc là phục vụ cho có rượu nhưng mà ở đây cái service bar tức là nó phục vụ cho nhà hàng. Thì anh beverage manager này ảnh có nhiệm vụ là ảnh điều tất cả bartender đi tất cả các outlet mà có cái quầy bar để phục vụ nước cho các cái bộ phận này. Nhớ các em ha. Rồi, ở dưới ảnh thì có bar manager, có assistant, có head bartender v.v. ở dưới đây. Executive chef thì các em coi lại cái executive chef nè. Thì có anh sous chef là anh bếp phó, anh banquet chef thì anh này cũng có thể là sous chef nhưng mà anh này chịu trách nhiệm về về mảng tiệc. Về mảng tiệc. Nhớ nha. Về mảng tiệc. Thì anh này về mảng tiệc này có thể ảnh sẽ đảm nhiệm cái phần nấu cho cái catering manager luôn. Những cái phần nào mà có thể là nấu ở nhà hàng và mang đi thì có thể ảnh sẽ là người chịu trách nhiệm. Đó là banquet chef. Nếu ở một cái vị trí, một cái nhà hàng lớn hơn. Đây. Thì ở đây nó sẽ cũng sẽ có những cái vị trí nó cụ thể hơn. Ví dụ như khi một cái MP Director thì có anh Assistant. Assistant ở đây chia ra các mảng. Ở dưới đó thì có thêm những cái nhân viên phục vụ và giám sát vân vân. Thì ở đây thì có chia sẻ một số cái slide cho của một số bạn đã làm. Thì ở đây đây là của các bạn làm này nha. Các bạn đã tóm tắt được như vậy. Thì đối với một cái slide như vậy thì cũng khá là tốt. Bên cạnh đó em cho thầy hỏi các em có hiểu được cái chef the cuisine không? Ở đây trong cái slide này chef the cuisine, các em có hiểu được cái từ này hay không? Dạ thầy gọi một bạn nha. Thầy gọi bạn. Có bạn Hòa ở đây không? Hòa. Có đây. Em cho thầy hỏi cái chef the cuisine em hiểu nó là như thế nào không? Là bếp trưởng ạ. Trên cái slide này chef the cuisine là bếp trưởng ha. Bếp trưởng là executive chef, tức là một anh điều hành bếp. Thì cái chef the cuisine, rồi để thầy giải thích luôn ha. Chef the cuisine tức là một cái anh chịu trách nhiệm về một cái món, giống như thầy nói ví dụ chef the cuisine của nhà hàng Hoa thì cái anh đó chỉ là bếp trưởng của cái nhà hàng Hoa thôi, anh đó nó giống như là đứng đầu trong cái nhà hàng Hoa đó. Trong một khách sạn thì cái anh bếp trưởng là chỉ có một anh bếp trưởng, và chef the cuisine thì có thể mấy anh. Ví dụ nhà hàng đó có nhà hàng Hoa, nhà hàng Hàn Quốc, nhà hàng Ý, nhà hàng Ấn Độ, ví dụ vậy. Thì bốn cái nhà hàng đó đều có bốn cái chef the cuisine khác nhau.
bốn cái chip là kiểu à, cho nên khi các bạn làm thì các bạn cũng sẽ nhớ là phải hình dung ra được. À tại vì trên một số trang mạng thì họ nói rằng à cái chip là kiểu sinh là bếp trưởng, nhưng mà bếp trưởng ở đây cái nghĩa của nó chính xác như thế nào, à thì các em phải nắm được như vậy. À, tại sao nó có một cái sự gọi là executive chef, à hay là một chef de cuisine, thì hai người này nó khác nhau như thế nào, à các em phải nhớ. À đó rồi xuống dưới thì sẽ được kêu sinh, tức là cái anh này anh chỉ nắm ở trong cái nhà hàng hoa đó, anh nắm đầu, ảnh là đứng đầu, à ảnh đứng đầu thì trên ảnh là có một cái anh nó gọi là executive chef, tức là một anh sếp tổng nữa, chứ không phải là anh này, anh này chỉ là bếp trưởng của cái nhà hàng này thôi. À còn nhà hàng Ý, nhà hàng Ấn thì sẽ có một anh bếp trưởng khác, ví dụ vậy. Thì từ đó thì nó sẽ à các em sẽ thấy được à cái vị trí như thế nào. Thì chef de cuisine thì xuống đây sous chef, sẽ được bạc tì đậm mì sếp thì đúng rồi, ok ha. She's still a captain. Rồi, ok. À. Rồi, đó, cái bạn này, bạn Yến Nhi, ok thì cũng khá tốt ha. Đó, cái bài của Yến Nhi thì cũng khá tốt, thì nói chung cũng đầy đủ. À, thế nên nó chưa có cái nhánh của bếp. À. À, Yến Nhi có ở đây không em? Dạ em có thầy ơi. À, cho thầy hỏi chút. Dạ. Apprentice theo em nó là gì? Em hiểu cái nghĩa apprentice không? Dạ thầy nó giống như là người tiếp thực à. À, người tiếp thực, ok. À, thì đây là cái anh mà mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm. À, đó là một cái anh mà thực tập. À, đang trong thời gian thực tập, hoặc là đôi khi họ đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mà đây là những người mới vào nghề. À, thì người ta gọi là apprentice ha. Dạ. Rồi, ok. Coffee service manager. Rồi, ok, cũng khá tốt ha. Bài này cũng khá tốt. Rồi. Ok, service manager. Rồi, có khá nhiều các bạn đang lấy một cái slide giống như vậy. Các em đang nhìn lên nha. Có khá nhiều các em đang lấy cái slide giống như vậy, thì các em có thấy nó có một cái sự bất cập ở đây nha. Reception head waiter nó đang ở một cái vị trí song song với lại lobby lounge waiter, nó song song với lại head waiter của nhà hàng, à song song với room service, song song với cashier. Ở đây đang các em đang làm ở có nhánh là nhân viên nó giống nhau hết. Vậy thì head waiter này với cái restaurant manager này nó vẫn là đồng cấp với nhau hay sao? Và đối với ba manager đây nó cũng đồng cấp với nhau à? Các em thấy không? À. Thì có khá nhiều các em đang dùng cái slide giống như vậy. Có em thì có bị luôn thì ok thầy không có nói gì hết. Nhưng khi các em thì như vậy thì các em thấy là 2, 4, 6, 8, 9, 9 bạn này đang đồng cấp với nhau, và các anh restaurant manager này với ba manager này đồng cấp với là cashier, đồng cấp với head waiter, đồng cấp với lobby lounge waiter. À, và chịu sự giám sát của anh F&B director. F&B director đâu có đi quản lý mấy anh này, đâu có quản lý trực tiếp mấy anh này, đâu quản lý anh cashier này đâu. À, cho nên khi các bạn vẽ một cái sơ đồ như vậy thì các bạn khi các bạn mà phấn đấu các bạn rất là khó, các bạn không biết cái vị trí nào mà các bạn sẽ đi hả. À, nếu bây giờ các bạn ở đây là lobby lounge waiter, xuống dưới là hostess, hostess đúng chưa? À, rồi từ room service staff lên room service. Rồi làm sao để các bạn phấn đấu ra được cái restaurant manager?
hoặc là bar manager, ví dụ vậy. Đó, thì ở đây nó đang bất cập cái là nếu như một cái sơ đồ các bạn vẽ như vậy thì người ta sẽ nghĩ rằng ở đây là anh F&B director, quản lý cấp 1 của anh là chính anh này, từ chính anh này sẽ đi xuống những cái vấn đề, những cái người dưới. Thì cái này nó hơi bất cập nha. Nó hơi bất cập. Nếu các bạn không hiểu được cái vấn đề ở trong nội bộ của cái nhà hàng này họ như thế nào, họ đang quản lý như thế nào. Thì cái này nó cũng chưa gọi là một cái chuẩn để cho các bạn theo. Cho nên các bạn cần phải xem lại. Đây, bạn này thì cũng ok, cũng tốt. Có tài liệu không mà thầy gửi cho tụi em photo là được không, để tập trung nghe thầy giảng nè, lo ghi không thì không kịp ở này. Rồi, để sau buổi này thì thầy sẽ nói chuyện lại với lại cô Trân ha, về việc tài liệu cho các em. Rồi, bây giờ Sun Jenny, rồi, ok. Sẽ ra bạc tì, sau xếp, sẽ ra bạc tì. Rồi, đảm ý xếp, commit the questions, rồi, ok, good. Rồi, cái này thì dễ lại thì cũng ok ha. Rồi, đây cũng vậy. Rồi, ok. Ở đây có một chi tiết thầy muốn nói. Với một cái slide như vậy. Thầy ơi, thầy hỏi cô giúp em, bạn em đăng nhập ID và mật khẩu đúng nhưng không vào lớp được. Đúng cái đường link chưa em? Bạn Nguyên ơi, đúng cái đường link chưa em? Bạn vô đúng đường link chưa? Password có chưa? Thầy cũng không thấy bạn. Nếu như bạn có vô được là thầy admit vô rồi, thầy cho bạn vô rồi, nhưng mà thầy không thấy cái file đó, thầy không thấy cái đường link đó của bạn vô. Kỳ vậy. Mọi người đều vào được mà. Rồi, thầy tiếp nha. Rồi, đối với lại cái sơ đồ này. Đối với cái sơ đồ này, bộ phận F&B thì cái việc là giám đốc dịch vụ buồng phòng tổ trưởng dịch vụ buồng phòng, nhân viên điều phối, nhân viên phục vụ phòng, thực tập sinh, nếu ở một cái nhà hàng hay là một cái trong một khách sạn, nếu như trong một khách sạn, nhà hàng, khách sạn thì cái giám đốc buồng phòng này nó sẽ trực tiếp với lại bên bộ phận FO, tức là front office, hoặc nó sẽ kết hợp cả front office và bộ phận buồng phòng, thì nó gọi là room division. Thì nó sẽ có bên cái dịch vụ buồng phòng. Còn bên F&B food and beverage thì gần như cái dịch vụ buồng phòng này nó không có. Anh đã xem lại cái slide mà em đã tham khảo. Em nhớ không? Thì
bạn nào đã làm cái này thì các bạn sẽ xem lại cái slide mà các bạn tham khảo xem nó như thế nào. À, cái cơ bản thì bên giám đốc vùng phòng này nó không có trong cái vị trí mà bộ phận FP đâu. À, trong bộ phận FP. Rồi, ok, đó là cái sơ đồ của bạn này. Thì các bạn chú ý ha. Rồi. Rồi, ở đây cũng có khá nhiều các bạn đang làm giống như các bạn này. Các bạn để ý nha. Trong cái nhánh từ Executive Chef, Sous Chef, Chef de Partie, Kitchen Staff, ok, thầy đồng ý, Commit Chef. Rồi. Nếu các bạn đang vẽ như vậy, tới Commit Chef, các bạn chỉa xuống là anh Commit này, anh sẽ điều phối các anh Chief Steward. Và xuống dưới là stewarding. Thì ở đây anh chief steward tức là anh tổ trưởng rửa, tức là chuyên môn là rửa cho bếp và các bar nhà hàng. À, xuống dưới là có stewarding là nhân viên rửa ly, rửa chén vân vân. Thì cái anh chief steward này nó phải là một cái nhánh riêng. Anh này phải là một cái nhánh riêng và anh sẽ được điều phối từ anh executive chef hoặc là từ anh sous chef. À, chứ anh commit chef này anh không thể nào anh điều phối được anh chief steward. Và hầu như rất nhiều các bạn đang bị mắc cái chỗ này. À, đang bị mắc cái chỗ này. Có thể nó sẽ có một nhánh khác mà các bạn đang tham khảo. À, cho nên hiện tại các bạn đang tham khảo ở một cái trang nào đó. À, thì cơ bản là mình cũng không chắc là mình cũng không biết chính xác là cái operation của họ như thế nào. Thì các bạn cái việc để cái vị trí stewarding ở đây là không chính xác. À, không chính xác nha. Rồi, ngoài ra thì các vị trí khác thì ok. Rồi. Còn ở đây một bạn nữa. Các bạn ghi là các bạn có tách ra Chief Steward, Steward Supervisor. Và anh này anh sẽ giám sát cái anh là Cook Assistant. Rồi anh Cook Assistant thì anh lại điều phối các anh Steward. À. Rồi các bạn cũng phải cần coi lại nha. Khi các bạn vẽ, các bạn phải để ý coi là ok, cái nhánh như vậy, mình đi như vậy. Tại vì sao? Khi các bạn vẽ như vậy, tức là người trên sẽ điều phối cái người dưới. À, rồi. À, các bạn lùi qua bên trái, bên bar và beverage manager. À, từ bar và beverage manager xuống assistant, xuống supervisor, xuống controller. À, xuống supervisor, captain. À, rồi. Cái mục đích các bạn đưa cái controller ở đây là như thế nào? À, chờ thầy chút nha, để thầy xem coi bài này của bạn nè. Thầy gọi bạn Thanh Hà. Dạ có em. Rồi. Em cho thầy biết là trong cái bài của mình. Dạ. Trong cái bài slide này thì cái vị trí controller
là mục đích gì? À, tại vì em nghĩ từ cho lên nó sẽ giám sát mấy bạn nhân viên ở ở trong cái quầy bar thầy, chứ còn ở ngoài thì sẽ ít thôi, cho nên là em cho nó vô. Tại vì cái quán em là em nghĩ có, nên là em cho vô thẩm. À, ok. Rồi supervisor với captain là anh này sẽ giám sát cái anh controller. Dạ. Yeah. Nếu như vậy thì thầy nghĩ là các bạn nên để như vậy. Tức là anh assistant bar manager thì anh sẽ có hai nhánh, một nhánh là supervisor và captain là cho bên hostess và waiter. Và cái anh controller này em nên đổi lại cái vị trí của anh là head bar. Head bar thì anh này anh sẽ có nhiệm vụ control cái bartender và bar apprentice, tức là cái người hoặc là bar back. Thì cái anh controller này nghĩ là nên thay đổi cái tên để cho nó rõ hơn. Tại controller tức là cái người quản lý về course. Về course, người ta hay gọi là cost controller, tức là anh quản lý về giá thành, về cost, về giá tiền thu mua, thu vô và các bạn thu tiền từ khách và đi và các bạn order hàng á, thì cái anh controller này anh sẽ kiểm soát, nó gọi là giống như là một cái người kiểm soát về chi phí á, một nhân viên kiểm soát về chi phí thì đúng hơn. Và anh này chưa chắc anh pha được đâu, chưa chắc anh pha được, pha chế được, mà anh sẽ kiểm soát. Và nếu anh pha chế được thì anh sẽ là head bar, và head bar thì có nhiệm vụ này. Cho nên thông thường thì các bạn nên nên thay đổi cái chỗ này chút xíu. Nếu như các bạn để vậy thì rất là khó để mà hiểu được. Room service, captain, order taker, waiter, trainee, ok. Right. Thứ nhất là ngay chỗ controller ha, mình sẽ đổi lại là head bar để mình đi hai nhánh. Một nhánh là supervisor, assistant họ sẽ điều phối cái supervisor cho cái việc mà hostess với lại waiter. Còn head bar là head bar control thì có thể là đi từ bartender xuống tới là bar back. Rồi trong nhánh steward thì kiểm tra là cái cook assistant. Cái người rửa chén, người giám sát về rửa ráy thì không thể nào là giám sát về cái anh mà trợ lý bếp được hết. Cái anh mà phụ bếp. Cái anh mà phụ cho cái anh mà nấu. Rồi. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi kế bên các bạn. Một bạn này. Rồi. Các em đang nhìn nha, ở anh bartender, rồi xuống là anh barista, rồi xuống nữa là anh sommelier. Rồi, đối với các bạn này, một em ở đây thì các em nên nhớ, khi các em vẽ cái một cái sơ đồ chạm, thì cái người trên nó sẽ điều phối cái người dưới. Và các bạn biết được cái vị trí sommelier là như thế nào không? Bạn nào hình dung ra được cái vị trí sommelier? Thầy gọi rồi để thầy coi thầy gọi bạn nào nha. Có bạn nào hình dung ra được cái vị trí sommelier là tên gì, tên như thế nào không? Phương Trinh. Là người thử rượu đúng không thầy? Người thử rượu hả? Chưa chính xác em. Chưa chính xác. Phương Dung. Đây là Phương Dung. Phương Dung có đây không? Rồi, gọi Quốc Khang, Lê Bụ Quốc Khang.
Em nghe ơi. Em có hình dung ra được cái vị trí sommelier là người đó như thế nào không? Dạ không. Không à? Rồi, ok. Anh nào đang mở? Mở mic thì tắt mic cho thầy nha. Thì coi bạn này của bạn nào. Rồi, cái vị trí sommelier tức là cái người mà phục vụ rượu vang, chuyên phục vụ rượu vang và chuyên giới thiệu rượu vang cho khách. Thì thông thường cái vị trí này nó sẽ ở bên nhà hàng nhiều hơn so với lại bên bar. Bên bar thông thường người ta sẽ hình dung là các bạn sẽ uống cocktail, các bạn sẽ uống rượu mạnh. Nhưng không phải là trừ rượu vang, vẫn có chứ không phải không có. Nhưng mà cái tần suất nó sẽ ít hơn. Còn đối với trên nhà hàng thì thông thường người ta sẽ uống rượu vang, người ta kèm với các đồ ăn thì nó sẽ ngon hơn. Thì thông thường thì cái anh sommelier thì anh sẽ phụ trách bên nhà hàng nhiều hơn so với lại bên bar. Và anh chuyên giới thiệu về rượu vang. Từ các giống nho như thế nào, anh có thể nói thêm với khách, họ có thể làm sao để cho khách có thể một bữa ăn họ phải dùng được một chai rượu vang. Thì đó là cái sở trường của anh này. Nhưng mà các bạn đang vẽ như vậy, anh ra thì cái vị trí của anh này rất là thấp. Cái vị trí của anh này rất là thấp. Nhưng thật sự cái việc anh này anh làm thì cái về cái kiến thức của anh rất là rộng về rượu vang. Và anh này gần như là anh đang đứng độc lập trong nhà hàng, anh đang ở một cái vị trí là dưới cái anh assistant restaurant manager đó. Anh này là anh đang chịu sự trách nhiệm của anh assistant restaurant manager thôi. Cơ bản nó gần giống như vậy. Còn ở đây bartender và barista. Thật ra nếu như các bạn đã là bartender thì các bạn đã là barista rồi. Một bartender không thể nói tôi không biết pha chế cà phê. Nếu bạn là barista thì ông nói các bạn có thể không biết pha rượu. Ok, chấp nhận. Nhưng nếu bạn đã là một bartender thì các bạn phải biết pha chế cà phê. Nhớ nha. Khi mà đã xin việc ở bartender hỏi em biết làm cà phê không, em phải nói là biết, em phải làm được. Một cái cappuccino đơn giản, một cái cà phê latte đơn giản, các bạn phải làm được. Chứ không có một bartender mà đi quản lý một barista nữa. Không có sự phân biệt đó. Nếu như mà đã là trong quầy pha chế, trong quầy ba, nhớ nha. Đây thì anh bartender, dưới anh bartender chỉ là anh barback hoặc là trainee, tức là cái người phụ, hoặc là barback, barporter, hoặc là apprentice, tức là cái người mới vào nghề. Rồi anh nhớ chỗ này. Ok. Trong mới là slide này luôn, ở ngay cái vị trí của bếp.
Rồi. Các bạn đang để ở đây là executive chef. Giờ các bạn xuống là head chef. Rồi các bạn xuống nữa là sous chef, chef de partie. À. Thì cái head chef này á giống như là cái vị trí mà hồi nãy thầy hỏi các bạn á, Hòa gì đó, là chef de cuisine. Chef de cuisine tức là anh head chef ở một cái nhà hàng. À, anh này có thể là head chef de chef de cuisine nha. Rồi, tiếp đó là sous chef, chef de partie, commis. Kitchen secretary tức là cái vị trí thư ký này thì có thể là chỉ là thư ký cho cái anh executive chef. À, anh sẽ, cái cô này đang đứng ở dưới, đang đứng ở một nhánh riêng cho cái executive chef. À, là thư ký cho cái bộ phận bếp. Thì ở đây giữa executive chef và head chef thì cái cô thư ký này nó là ở giữa đây, nó ra một cái nhánh chữ T ở đây. À, đó là secretary kitchen. Yeah. Rồi, đó là cái phần của slide này em muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Rồi. Cho thầy hỏi bạn nào làm cái phần này. Cái từ captain này là cái tên gì đây? Chỗ thầy đưa ra mũi tên nè. À, bạn nào làm cái slide này? Alo. À, chỉ là như của bạn thầy nhận định được. Nhưng khi các bạn viết, các bạn phải viết cho nó rõ. Các bạn đừng có viết chồng lên. À. Các bạn đang viết bị chồng lên cho nên cái chữ nó không có ra được. À. Rồi. Nhìn chung thì các bạn về tiếng Anh, các bạn viết, các bạn cố gắng, các bạn viết cho nó tròn chữ, cho nó đúng. Nếu các bạn viết sai một nét thì các bạn nó sẽ ra một cái ý nghĩa khác. À, cho nên khi các bạn viết các bạn viết phải cho chính xác. À, restaurant ha. À, sommelier. Các bạn viết rất là chưa chính xác về cái từ tiếng Anh luôn, cho nên cẩn thận về các cái từ, nó sẽ sai nghĩa. À, rồi ở đây các bạn chụp lại cái bài tập này. Về nhìn chung các bài tập trước thì thấy có một số là chia sẻ lại ha. Thứ nhất là các bạn đang đặt sai vị trí. Nếu như các bạn đưa mũi tên xuống thì cái người trên nó phải là người leader cho cái người dưới. À, thì thông thường cho nên các bạn đang đặt sai những vị trí và khi đó các bạn sẽ không phát triển được cái career path của mình. À, các bạn sẽ phát triển sai và do đó các bạn, thứ nhất là các bạn sẽ tham khảo lại các cái slide đầu mà nãy thầy chia sẻ, đó là những cái slide chuẩn mà mình sẽ đi theo, giống như những cái slide này mà mình sẽ đi theo, nó giống như vậy, được chưa? Rồi, đối với slide này thì cũng khá hoàn hảo, chỉ có chef là kitchen thì nãy thầy giới thiệu đó là head chef. Thì trên cái anh head chef này nó sẽ có một cái gọi là executive chef nữa. À. Rồi, về phần tiếng Anh thì các bạn phải tham khảo lại cho nó đúng. À. Thì cái này thì nói chung là mình không
thầy không nói là sai hoàn toàn, nhưng nó ở một cái khía cạnh nào đó nó chưa hoàn toàn chính xác ha. À, khi mà các bạn vẽ như vậy, đây thì cũng khá tương đối là ổn ha. À, cái mặt tương đối ổn đó. Rồi vị trí này thì không có bộ phận buồng phòng nha. À, cái vị trí bộ phận F&B thì không có buồng phòng, nên nhớ. Rồi đây, đó là những cái chia sẻ. À, rồi các bạn chụp lại cái màn hình này, anh chụp lại cái màn hình này đi. Rồi mình sẽ, anh sẽ vẽ một cái sơ đồ. À, vẽ lại sơ đồ bộ phận 3. Biết rằng đứng đầu là anh quản lý 3, chịu trách nhiệm chính cho mảng hoạt động của 3 và tài chính. Các vị trí trong quán 3 như sau: quản lý, trợ lý, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, tổ trưởng. Ở đây nếu như mà cái quy mô nhỏ của mình đó là tổ trưởng ha, còn nếu mà quy mô lớn hơn chút thì nó sẽ là trưởng bộ phận. Và cái anh ba manager này thì có thể là hoặc cái ba director. À, rồi trưởng bộ phận thu ngân nè, bộ phận thu mua, bộ phận an ninh, bộ phận ba, bộ phận phục vụ, bộ phận vệ sinh. Rồi dưới thì có các nhân viên. Rồi các bạn hãy bỏ vào trong các cái vị trí theo từng nhánh. Nhánh trên sẽ quản lý nhánh dưới. Và nếu như trên nhánh đó có đồng cấp thì các bạn sẽ vẽ ngang. Hiểu vấn đề không? Đồng cấp thì các bạn sẽ vẽ ngang. Và dưới các cái vị trí đó thì còn có những vị trí nào thì các em sẽ vẽ theo theo cái sơ đồ, theo cái vị trí mà thầy đã đưa. Được không? Mọi người vẽ được không? Alo. Đâu rồi, mọi người tương tác rồi. Được ha. Rồi, dạ được okay. Thế. Rồi, ok. Thể dạo là kỳ này với cái đề bài như vậy thì các em sẽ vẽ đúng hơn và rõ hơn nha. Rồi, ok. Rồi, về tương tác thì các em vẫn nộp lại cho cô Trân ha, với cái bài tập như vậy. Rồi, cô Trân sẽ gửi lại cho thầy ha. Hạn là đến chừng nào vậy thầy? Tuần sau thôi em ha, tuần sau đi nha. Thì trước cái buổi học kế tiếp thôi nha, trước cái buổi học kế tiếp. Rồi có bạn nào có thắc mắc gì không? Mọi người có ý kiến gì cho thầy biết. Dạ thầy ơi, bài này với lại bài trước đó, mình có lấy điểm không thầy? Bài trước thì các bạn cũng có lỗi nhiều quá cho nên thầy chưa có lấy, thầy ghi nhận lại để đó ha. Các bạn làm tiếp thêm bài này. Đây cũng là cái bài tập để các bạn hình dung ra được trong một cái bộ phận của mình thì những vị trí ở đâu, mình đang đứng ở vị trí nào và các bạn sẽ phấn đấu như thế nào để mình có được những cái vị trí cao hơn sau này. Thì đó là cái tiêu chí để các bạn hiểu được từ đâu mình sẽ đi lên. Ví dụ mình từ bartender mình đi lên thì mình sẽ đi lên nhánh nào? Từ phục vụ mình đi lên. Nếu phục vụ có thể các bạn sẽ làm qua bartender rồi các bạn sẽ đi hướng lên, hoặc là các bạn từ phục vụ các bạn lên supervise, service supervise hay là lên assistant. Thì nếu các bạn lên trên thì các bạn cũng phải biết được cái quầy bar nó như thế nào. Ví dụ vậy, thầy nói ví dụ. Sắp xếp các bậc đó, đúng rồi. Đã sắp xếp từ các bậc, đúng rồi. Rồi, em chụp lại cái màn hình rồi đúng không?
Rồi, chúng ta sẽ tiếp cái bài hôm trước ha. Bài hôm trước chúng ta còn một phần nữa về nội quy. Rồi mọi người thấy ha. Mọi người thấy màn hình chưa? Các em có thấy thầy chia sẻ chưa? Dạ rồi ạ. Dạ thấy ạ. Rồi thấy rồi ha. Thì em trước mình đã qua cái phần mà những công việc nên và không nên của một nhân viên phục vụ và pha chế đúng không? Rồi, hôm nay mình sẽ tới cái phần nội quy. Thì đối với một nội quy trong nhà hàng thì các em sẽ thấy nó sẽ là một căn cứ quan trọng để chủ nhà hàng ở đây. Nếu mà nói về chủ nhà hàng hoặc là nói về một cái tổ chức nhưng mà trong khách sạn, nhà hàng trong khách sạn hay là một cái nhà hàng độc lập thì để thực hiện được cái việc quản lý nhân sự và định hướng làm việc cho nhân viên đúng hơn, đúng mực, góp phần hình thành nên tác phong làm việc chuyên nghiệp. Thì đối với một cái quy mô, ví dụ trong khách sạn, thì cái nội quy, có những nội quy cho tổng, cho nhà tổng thể, có khách sạn, nhà hàng và khách sạn. Và có những cái nội quy, nó có thể là nó riêng. Thì vậy có một cái mẫu cho một cái nội quy chung cho nhà hàng cũng như là cho trong khách sạn như thế nào thì ở đây sẽ chia sẻ cho các bạn thấy. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ lễ, nghỉ ốm, có việc riêng, bữa ăn là cái này, nó là cái bữa, nó là một cái, có một cái bữa ăn cho nhân viên ha. Bữa ăn nhân viên thì nếu như các bạn làm ở ngoài thì không rõ, có thể là một hoặc hai, nhưng mà trong khách sạn lớn thì cơ bản nó sẽ là hai bữa ăn, một bữa ăn chính và một bữa ăn phụ. Nếu các bạn làm ca sáng thì các bạn sẽ được ăn sáng và ăn trưa, nếu các bạn làm buổi trưa thì các bạn sẽ được ăn chiều và ăn tối, ví dụ vậy. Thì một nhân viên có thể được ăn hai bữa cơm nên trong nhà hàng khách sạn lớn. Việc chấm công nhân viên, trang phục và hình thức tác phong, sử dụng điện thoại. Rồi, thời gian làm việc thì đi từ từ ha. Thời gian làm việc thì có thể một ca nhân vậy có thể là sẽ là 8 tiếng. Thì nếu như mỗi ngày các bạn sẽ nghỉ được một ngày, mỗi tuần
mỗi tuần các bạn sẽ nghỉ được một ngày. À, thì thời gian làm việc của các bạn mỗi ngày là 8 tiếng. Thì một tuần các bạn sẽ làm việc 6 ngày. À, vị trí một tuần mình sẽ là 48 giờ. À, sau đó 48 giờ. À, thời gian, nếu như mà nơi nào mà có nghỉ một ngày rưỡi một tuần á, tức là 2 tuần các bạn nghỉ 3 ngày. À, thì cái giờ làm việc của các bạn sẽ đôn lên tới khoảng tầm 9 tiếng hơn. 9 tiếng 15 phút hoặc 9 tiếng rưỡi. À, tùy theo mỗi nơi. À, thời gian nghỉ lễ thì phải theo cái chính sách của luật lao động, chính sách của nhà nước. Nghỉ ốm, nghỉ có việc riêng, vân vân. Nghỉ ốm thì một năm các bạn như được nghỉ 30 ngày. À, 30 ngày nghỉ có việc riêng. Thì thường là mình sẽ lấy cái phép năm của mình ra mình nghỉ. Mỗi một tháng như vậy, nếu như mà chính làm việc mà các bạn đã có hợp đồng, thì mỗi một nhân viên, mỗi một tháng các bạn sẽ được nghỉ thêm một ngày. À, mỗi tháng các bạn sẽ nghỉ được thêm một ngày. À, vậy nếu như một nhân viên mà làm việc chính thức thì các bạn một năm các bạn sẽ có được bao nhiêu ngày nghỉ phép? Bạn nào nhớ không? Bạn nào nhớ? Nếu như một năm, trời, bây giờ hãy bạn tính nha. Thời gian làm việc của các bạn một tháng là các bạn, một tuần các bạn nghỉ một ngày, vậy thì 52 tuần các bạn sẽ đi được 52 ngày off, đúng không? Thì cái đó mình sẽ không tính. Ngoài ra các bạn còn tính, còn được thêm các ngày phép như là 12 ngày phép cho 12 tháng. Nếu các bạn làm đủ là 12 ngày. Quy đổi ra là các bạn phải làm đủ 12 tháng. Mỗi một tháng các bạn sẽ được một ngày phép, phép 5. Người ta gọi đó là annual leave. Annual leave này các bạn có thể là cộng dồn lại. Các bạn có thể nghỉ từ 2 đến 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Tùy theo cái tình hình hoạt động của cái quán đó như thế nào. Và tùy theo sự sắp xếp của người trưởng bộ phận có chấp nhận cho các bạn nghỉ hay không. Đó là tùy vào tình hình kinh doanh của quán. Tùy vào tình hình kinh doanh của quán, tối đa không quá 15 ngày cho một năm. Đây, cái 15 ngày cho một năm này là em đang nói cho cái phép nào? Vì sao các bạn biết? Tức là ngày lễ thì hiện tại mình đang có là nghỉ Tết thì mình được 4 ngày, đúng không? Nghỉ Tết mình được 4 ngày nè, chỗ Tổ Hùng Vương nè, 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 9. Hiện tại ngày lễ mình đang có là 8 ngày, 4 ngày phép 5, 4 ngày lễ Tết, 1 ngày mùng 1 là 9 ngày. Nó là nhớ không là 11 ngày. Một tay nè. 4 ngày nghỉ Tết nè. Là 5. Dỗ Tổ Hùng Vương. 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 9. Hiện tại mình đang có 9 ngày đúng không? Tết thì thầy đang đếm là 4 ngày nha. Rồi. Thì các bạn có thêm 12 ngày. 12 ngày phép 5 nữa. Là 21 ngày. Ngày nghỉ ốm, tức là cái ngày đó là ngày chính sách của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thì cái đó là đột xuất các bạn phải nghỉ, thì cái chuyện đó mình không tính vô trong cái ngày phép. Mà các bạn có thể là nghỉ phép, nhưng mà các bạn có thể là lấy giấy của bệnh viện, lấy giấy của bác sĩ. Thì đối với một nhân viên như vậy thì các bạn sẽ có những cái phép như vậy, thì mình phải biết đó là cái lợi ích của mình, là cái benefit của mình. Thì rồi, thì trong cái, đặc biệt là trong cái ngày lễ nghỉ lễ, thì thông thường người ta có thể là
theo áp dụng cái luật lao động thì các bạn sẽ được nhân 3. À, nếu như các bạn đang làm ngày lễ thì các bạn sẽ được nhân 3. Ngày lễ là 1 và các bạn sẽ cộng thêm 2 lần nữa. À, 2 lần nữa. À, là 3 phần, là 300% cho cái ngày làm việc đó. À, 300% cho cái ngày làm việc đó. À, không ngoại trừ một số nơi. Không ngoại trừ một số nơi người ta có thể áp dụng là 400%. À, ngoại trừ một số nơi. Và cũng không loại trừ những số nơi họ đang tính là 2, họ nhân 2 thôi, hoặc là họ nhân 2. Ví dụ vậy. Thì cũng có một số nơi như vậy. À, và tùy theo mỗi nơi. Và nên trong nhà hàng khách sạn lớn, những cơ sở khách sạn quốc tế đang đào tạo Việt Nam thì người ta sẽ áp dụng đúng theo luật của lao động. À, họ sẽ áp dụng đúng theo luật lao động và các bạn sẽ không bị thiệt thòi về vấn đề này, các bạn yên tâm. À, còn đối với các doanh nghiệp ở ngoài thì tùy theo cái tình hình kinh doanh mà họ sẽ áp dụng với số ngày nghỉ như thế nào. Thì cái đó là do một số nơi họ sẽ quy định. Rồi, thì đối với bữa ăn thì trong khách sạn nhà hàng lớn thì các bạn thấy rồi, thì hồi nãy thầy cũng có chia sẻ là các bạn sẽ được 2 ngày, 2 bữa ăn, một bữa ăn chính và một bữa ăn phụ. Nếu các bạn không ăn thì các bạn cũng không quy đổi được tiền. Các bạn không ăn thì các bạn không quy đổi được tiền nha. Rồi, chấm công nhân viên thì đối với một nhân viên khi ra vô thì các bạn phải có chấm công, bấm bằng vân tay hoặc là có sự ghi nhận lại từ phía trưởng bộ phận hay là trưởng bộ phận an ninh. Khi các bạn ra vào thì có cái bộ phận an ninh và người ta sẽ lưu lại nếu như các bạn có vấn đề về bấm vân tay hay là cái phần check in check out của các bạn nó có vấn đề gì đó thì các bộ phận an ninh, các bộ phận kiểm soát đầu vào đầu ra thì họ sẽ ghi nhận lại và có sự xác nhận của trưởng ca, trưởng bộ phận và các bạn làm việc. Về trang phục, hình thức và tác phong thì đối với một nhân viên trong nhà hàng khách sạn lớn thì đồng phục của các bạn sẽ được phát từ 2 đến 3 bộ trong một năm. Và các bạn sẽ được giặt ủi tại trong khách sạn luôn. Khi các bạn thay ra thì bên bộ phận giặt ủi họ sẽ ủi cho và toàn thể nhân viên ở trong đó, chứ không phải riêng gì của bộ phận 3 hay là nhà hàng. Và toàn thể nhân viên sẽ được nhà hàng khách sạn giặt chung. Đó là cái chế độ của một nhân viên trong nhà hàng khách sạn lớn. Và tóc tai thì tóc tai như thế nào, hình thức tác phong các bạn như thế nào thì khi các bạn vào trong bộ phận thì sẽ có sự gọi là một nó gọi là grooming, thì họ sẽ hướng dẫn các bạn bới tóc như thế nào đối với nữ nếu như các bạn là tóc có tóc dài. Đối với nam thì cơ bản thì cắt ngắn và đặc biệt là trong nội quy của nhà hàng các bạn không để lộ hình xăm. Khi các bạn tùy mỗi nơi, có nơi thì mặc áo tay ngắn, có nơi thì mặc áo tay dài, nhưng các bạn sẽ không được để lộ hình xăm. Nó rất nhạy cảm khi làm trong cái môi trường này. Và cách sử dụng điện thoại của các bạn, cách sử dụng điện thoại cho những cái vị trí nào được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc và những vị trí nào không được sử dụng điện thoại trong lúc làm việc. Và khi sử dụng điện thoại thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại là điện thoại nội bộ hay là điện thoại riêng. Khi sử dụng điện thoại riêng thì các bạn sẽ vào trong bếp đo hoặc là các bạn đang ở dưới quầy thì các bạn sẽ không được bắt điện thoại, hay đang phục vụ khách thì các bạn sẽ không được bắt điện thoại vì đó vân vân. Thì đó là khi các bạn là một nhân viên chính thức thì các bạn sẽ được học cái gọi là orientation tức là một cái buổi đầu tiên
Và khi một nhân viên mới vào thì người ta sẽ training cho các bạn về lịch sử hình thành của cái doanh nghiệp, cũng như là phổ biến các nội quy cho các bạn nắm. Đó, những nội quy này thì các bạn sẽ được phổ biến để sử dụng điện thoại như thế nào, vân vân. Rồi, tiếp. Đây, quy định về đồ thất lạc nhặt được, và sẽ có một cái bộ phận nó gọi là lost and found. Lost là mất và found là tìm có. Là nó sẽ có một cái bộ phận là lost and found. Thì lost and found này nó sẽ nằm ở trong cái bộ phận của housekeeping. Thông thường nó sẽ nằm ở bộ phận housekeeping. Nó sẽ có một cái vị trí, một cái cô này, có thể cô này cũng là thư ký. Và khi bất kỳ trong khuôn viên nhà hàng khách sạn các bạn nhặt được một cái đồ gì, các bạn đều đem tới cái bộ phận đó để các bạn gửi. Và từ đó người ta sẽ thông báo. Hoặc có ai hỏi, thông báo đến các bộ phận là ok, chúng tôi có giữ như vậy. Và khi đó nếu có ai hỏi thì các bạn đó sẽ báo về cái bộ phận lost and found và khách họ sẽ nhận lại. Đó là bên bộ phận thất lạc và nhặt được. Xử lý khiếu nại góp ý của khách. Thì các góp ý của khách, các khiếu nại cũng sẽ được gửi về các trưởng bộ phận cũng như là các cái gọi là head department. Và tùy theo những cái khiếu nại của khách như thế nào và các bộ phận có liên quan phải trả lời, các trả lời và phải thông qua được cái nếu như đối với những cái khiếu nại mà nó có tính chất quan trọng thì bắt buộc cái người tổng quản lý họ phải get involved, tức là họ phải tham vấn, họ phải được tham vấn. Đặc biệt là bảo vệ bí mật kinh doanh và tài sản của nhà hàng. Về việc này, tất cả việc kinh doanh của nhà hàng, thông tin của khách, nếu các bạn có, đều không được chia sẻ cho bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đó là để bảo vệ việc kinh doanh thôi. Còn cái việc của một nhân viên thì các bạn sẽ không báo gì hết. Còn những thông tin đó mình có thể gửi về bộ phận marketing để người ta làm những cái chương trình và người ta có thể liên hệ khách để người ta thông báo gì đó vân vân. Thì cái đó là của bộ phận marketing họ làm. Về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, thì đối với một nhân viên khi các bạn vào làm việc thì các bạn cũng sẽ được học về cái an toàn phòng chống như thế nào, nhiệm vụ ở một nhân viên như thế nào và nhiệm vụ của một head như thế nào, các bạn đều được học hết. Hay nói ví dụ đối với một ca thì cái người leader của ca đó phải biết được nhân viên của mình tổng số là bao nhiêu trong ca ngày hôm đó. Và ví dụ khi có hiệu lệnh tập trung đang có sự cố trong nhà hàng, trong khách sạn, thì cái người leader của ca đó phải nắm được cái roster đầu tiên nha. Phải nắm được cái roster đầu tiên của ngày hôm đó đang có những ai. Các bạn nên cầm cái roster đó. Do đó cái roster nhà hàng hoặc là roster của quầy bar, các bạn phải để ở một cái nơi dễ thấy và dễ lấy nhất có thể. Các bạn sẽ lấy được. Tại vì sao? Người ta cần cái lịch làm việc của ca ngày hôm đó gồm có những ai. Và những ai đã được tập trung ở cái vị trí an toàn rồi. Cho nên cái việc mà các bạn leader, các bạn sẽ được học là đầu tiên là khi có hiệu lệnh là các bạn sẽ trấn an khách. Thứ hai, trước khi các bạn ra tới điểm tập trung, các bạn phải có cái tờ roster đó.
các bạn phải nắm được cái tờ roster. Để chi? Để điểm danh lại những ai còn trong nhà hàng, khách sạn, những ai đã ra tập trung rồi, ví dụ vậy. Thì đó là cái an toàn phòng chống cháy nổ. Thì lúc bấy giờ thì người ta sẽ hướng dẫn nếu như đã có sự cố xảy ra. Còn về an toàn thì trước khi các bạn ra về thì các bạn phải kiểm tra các cái công tắc, các cái cầu dao vân vân, thì lúc đó thì các bạn sẽ được học kỹ hơn. Xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật. Đối với trong cái hành vi vi phạm kỷ luật thì trong nhà hàng khách sạn thì họ rất triệt để cái vấn đề này. Thầy nói các em một cái, thầy kể cho các em thêm một cái tình huống như vậy. Bất ngờ có một nhân viên, thì lúc bấy giờ đó là một nhân viên thử việc thôi, thì em này vô tình thì anh em này đang sáng trên trên căng tin thì có một cái chín luộc, em này anh chưa ăn. Hello. Băng Nhi, em tắt cái micro này nha. Thì em này em ăn sáng trên nhà hàng, trên căng tin. Thì có một cái trứng luộc em này chưa ăn, em này mới bỏ vào trong túi quần. Em bỏ vào trong túi quần thì vô tình lúc bấy giờ em này xuống nhà hàng làm. Và em này đang đứng ở một cái room service, anh này đang nói chuyện. Thì anh tổng anh đi ngang qua, anh thấy là cái túi anh này, em này nó đang có một vấn đề gì đó. Anh mới kêu là ổ móc ra coi. Thì lúc bấy giờ là tình ngay lý giang, anh này anh móc ra thì có một cái quả trứng luộc. Thì các em biết rằng trong một cái buổi sáng thì nhà hàng bán rất nhiều, kể cả có trứng luộc. Và em này không chứng minh được là cái trứng này được lấy trên nhà hàng, lên trên căng tin, không có một cái bằng chứng gì để nói rằng em này đã lấy từ sáng sớm ăn, chưa ăn được ở trên căng tin và đem xuống, và vô tình thì em này cũng bị đuổi chỉ vì có một cái quả trứng, chỉ vì có một cái quả trứng mà các bạn để trong túi quần. Cho nên ở đây thầy muốn nói là tất cả những hành vi mà các bạn đừng nghĩ rằng cái chuyện đó là nó nhỏ, dù nó nhỏ người ta vẫn sẽ làm nghiêm, và đó là các bạn đang lấy đồ ăn của khách, các bạn bỏ vào túi quần của mình và bắt buộc phải được xử lý. Và lúc bây giờ thì em đó lại bị nghỉ việc chỉ vì một cái quả trứng là để trong túi quần. Và thông thường em nên nhớ, thứ nhất, khi mà đi làm trong nhà khách sạn lớn, các bạn không nên đem tiền quá nhiều. Các bạn chỉ đem đủ để mình có thể đề phòng từ nhà tới chỗ làm và từ chỗ làm về nhà. Nếu các bạn stock nhiều tiền quá, nó cũng ra có ảnh hưởng. Một ngày nào đó, người ta kiểm soát, bộ phận an ninh có thể kiểm tra cái locker. Mỗi một nhân viên sẽ có một cái tủ locker, cái tủ trong phòng thay đồ. Và thông thường, cái tủ đó thì chỉ có security sẽ có thêm một cái chìa khóa dự phòng. Và bộ phận an ninh họ sẽ kiểm tra locker bất kỳ lúc nào, và chắc chắn khi kiểm tra cũng sẽ có 3 hoặc 4 người đi kèm để kiểm tra cái locker, để kiểm tra cái tủ của nhân viên. Và do đó thông thường thì thứ nhất, các bạn không nên đem tiền quá nhiều để khi mà đi làm việc. Cái thứ hai, để bảo đảm cho một nhân viên làm việc minh bạch, thì các bạn xuống dưới quầy, các bạn không được đem tiền xuống. Nhớ nha. Để bảo đảm cái tính black and white rõ ràng, thì nhân viên không được đem tiền xuống quầy khi làm việc.
Các bạn nhớ điều đó. À, không được đem tiền xuống quầy. À, thứ nhất có thể là để minh bạch cái việc mà nhân viên có nhận tiền tiếp của khách hay không, hay là tiền tiếp các bạn có để vào thùng hay không, các bạn có được chi chung hay không, vân vân. À, để một cái việc đó nó được minh bạch. À, à, đó cũng là những cái hành vi, những cái hành vi, và tùy mỗi nơi họ có thể quyết định cái việc đó như thế nào. À, rồi cái điều thứ ba, 13 là chịu trách nhiệm về vật chất, các trang thiết bị. À, mà các bạn đã được cung cấp để mình sử dụng trong suốt quá trình mình làm việc tại nhà hàng hay tại khách sạn. À, thì các bạn sẽ chịu trách nhiệm về những cái vật chất đó. À, nếu có sang số sự cố gì thì các bạn phải báo ngay về cái head department, về cái người mà quản lý mình, à, để cho người ta biết và người ta có thể làm những cái hồ sơ để có thể là báo cáo sửa chữa hoặc là báo cáo nhận thêm gì đó, vân vân, nếu như hàng của mình nó không đủ chất lượng để phục vụ khách thì các bạn sẽ được thay thế, vân vân. À, đó là cái trách nhiệm về vật chất, về khen thưởng và xử phạt. Nếu các bạn làm tốt, thì mỗi một tháng hay là mỗi ba tháng, mỗi quý thì trong khách sạn nó sẽ có những cái những cái gọi là những cái tổ chức cái tiệc mà nó gọi là tổng kết vào ba tháng. Ba tháng thì sẽ tổng kết một lần và sẽ làm chung vô những cái việc mà các bạn mỗi tháng các bạn có những cái tiệc sinh nhật thì khách sạn họ cũng sẽ làm chung, ví dụ vậy. Rồi sau đó người ta sẽ chọn ra từ các bộ phận, người ta sẽ chọn ra bao nhiêu người xứng đáng trong cái quý này, và đưa lên tên và đưa lên trên, thì ở trên họ sẽ chọn ra một lần nữa, người ta sẽ chọn ra mỗi bộ phận là sẽ có một người hoặc hai người. Ví dụ trong bộ phận MB người ta sẽ chọn ra hai người hoặc ba người. Thì trong MB sẽ có rất nhiều nhân viên, cả thấy cả 100 nhân viên, 200 nhân viên. Và người ta sẽ chọn ra những nhân viên ưu tú nhất, để có những cái phần thưởng cho quý. Rồi, từ cái quý thì ta sẽ có thêm phần thưởng của năm. Các bạn được vào trong cái việc mà phần thưởng của quý thì các bạn đương nhiên sẽ được trong cái phần thưởng của năm. Ví dụ một quý các bạn sẽ có 3 người thì 4 quý các bạn sẽ có 12 người. 12 người này sẽ chọn ra một hoặc hai người đại biểu tiêu biểu để dự cái, để có được cái phần thưởng của năm. Và của năm như vậy thì trong khách sạn họ sẽ chọn ra một người best of the best, một nhân viên ưu tú nhất của toàn khách sạn, sẽ là một tuyến du lịch overseas ở nước ngoài, ví dụ như vậy. Thì trong cái việc khen thưởng thì người ta cũng sẽ có những cái báo cho các bạn. Rồi sau đó ví dụ như các bạn nhặt được của rơi thì cái giá trị như thế nào và các bạn sẽ được khen thưởng như thế nào, ví dụ như vậy. Và hình thức xử phạt thì cũng giống, khen thưởng thì phải có xử phạt, có khen thưởng. Khen thưởng thì có thể khen thưởng trong nội bộ, khen thưởng cho trong khách sạn, toàn khách sạn, toàn nhà hàng, vân vân. Thì có theo những từ cấp. Xử phạt thì cũng vậy. Xử phạt thì trong bộ phận MB các bạn xử phạt cao nhất, tức là cái người FP director, cái người đã sẽ ký và là người ký quyết định cuối cùng là xử phạt hành vi của bạn ấy như thế nào. Từ cấp trên, từ cấp dưới đưa lên thì cái người đó sẽ là người quyết định cuối cùng. Rồi, về các cái hành vi, các cái nội dung như vậy thì có bạn nào còn có thắc mắc cái vấn đề nào không ạ? Trong các nội quy như vậy. Alo,
Alo alo. Các em đâu rồi? À, không có gì hết ha. Rồi vậy coi như là cái phần nội quy của mình cũng thông qua nha. Rồi ở đây thì có cái bài tổng kết thôi. À, kể tên các vị trí nhân sự trong nhà hàng. Đây là bộ phận 3 ha. À, liệt kê nhiệm vụ của restaurant manager, giám sát, bartender, server. À, thế này là một nội quy tiêu chuẩn. À, nội quy tiêu chuẩn thì bao gồm các cái nội quy trên như thầy vừa kể. À, nên và không nên của một nhân viên trong nhà hàng và ba. Thì thầy sẽ gửi cái nội dung này qua cô Trân và sẽ làm một cái file cho tụi em nha. Rồi. Rồi, thông qua bài này ok, rồi thông qua bài này thì các em có vấn đề, có vị trí nào các em cần hỏi lại không? Có vị trí nào các em chưa rõ không? Alo? Rồi, không có ha. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ bước qua bài mới nha. À, chỉ còn có 20 phút thôi thì nó học được cái gì nó học nha. Rồi. Rồi, bài cái chúng ta sẽ học đó là bài các dụng cụ trong trong bài 3. Rồi, thầy sẽ gọi bạn bạn Nguyễn Thị Nguyên. Dạ em nghe thầy ơi. Rồi theo em thì trong ba mình sẽ có những cái dụng cụ như thế nào em? Các dụng cụ nào em có thể liệt kê cho thầy biết ha? Dạ thầy, giống như là cái xác để pha chế rồi. Dạ, cái shaker. Dạ, dạ xong rồi nữa. Rồi cái bình đông đó thầy. Dạ, cái trigger, rồi cái đồ dạ. đông. Rồi cái cây khuấy hoặc là cái để vắt nước cam, gồm có đó, cái dụng cụ như là dao để cắt chanh hoặc cam để, hoặc để đi co các thứ. Và dạ, có các loại ly để phục vụ cocktail hay là rượu. Rồi, đúng rồi. Các loại ly thì các em đã các loại ly thì các em đã học từ cái bên kỹ thuật pha chế cơ bản đúng không? Các loại ly trong quầy ba các em đã học chưa? Dạ rồi thầy ơi. À rồi, ok rồi. À, Thủy Tiên à, Nguyễn Thị Thủy Tiên. Dạ em nghe thầy không? Dạ, em có thể kể tiếp cho thầy nghe coi có một số loại dụng cụ nào nữa, còn một số loại dụng cụ nào nữa trong quầy ba mà mình cần có. Dạ thưa thầy là cái là dụng cụ gì? Dụng cụ pha rượu. Rồi. Dạ. Cái ice scope đó thầy. Ice scope, rồi ok. Ice scope nó là cái gì? Ice scope. Dạ cái đồ múc đá, Đúng rồi, đúng rồi, ok, dạ. Chính xác. Ice scope, rồi. Rồi gì rồi nữa? Cái soda. Soda. Cái gấp đá. Cái gấp đá, rồi ok. Em đã từng đi làm qua chưa?
Dạ chưa thầy. Chưa nhưng à? Mà em có học đó thầy, em có học môn pha chế nên là em biết. À rồi ok. Dạ dạ. Rồi. À, môn pha chế là em học ở kỹ thuật pha chế cơ bản của trường luôn á hả? Dạ đúng rồi thầy. À ok. Rồi thank you em. Dạ. Đây thì ở đây thì tóm lại ha. Thì một số em chắc có nhớ, một số em có thể quên, thì thầy sẽ review lại hết các cái dụng cụ ở trong bài 3. À, mục tiêu sau khi học xong bài này thì các em sẽ nhận dạng được các dụng cụ, các trang thiết bị trong bài 3 ha. Phải biết cách sử dụng để dụng cụ đó hỗ trợ cho công việc phục vụ của mình, à, phục vụ khách. À. Rồi, thứ nhất đó là cái bar counter. À, cái quầy bar chắc chắn. À, quầy bar thì có thể là được ốp bằng gạch, à, gạch loại gạch cao cấp, à, đá, à, ốp bằng gỗ hoặc là simili, à, tùy theo mỗi một cái mô hình, tùy theo mỗi cái design, à, của mỗi quán thì nó sẽ có những cái chất liệu, à, phù hợp. À. Đây. Chắc chắn bài ba nào cũng phải có cái tủ lạnh, thậm chí có 2-3 cái tủ lạnh, à, có thể là có tủ đứng, à, tùy, và tủ chiller. Cái chiller có thể là nó, à, ở phía dưới ngay cho cái quầy ba của các em, và phần trên có thể nó là một cái mặt bàn luôn để mình có thể mình, à, tận dụng cái mặt bàn đó, à, để mình có thể mình pha chế hoặc là mình, à, các vật dụng để trên đó cũng đều được ha, trên mặt bàn tủ lạnh. À. Kế bên đó là một cái white solar. Một cái white solar thì thông thường nó sẽ ướp rượu vang đỏ. À, thông thường sẽ ướp rượu vang đỏ với nhiệt độ khoảng tầm bao nhiêu, em nào còn nhớ không? Rượu vang đỏ mình ướp bao nhiệt độ bao nhiêu? Thầy gọi bạn 12-15. Có bạn nào có ý kiến nào khác không? Vang đỏ từ 5-12 thôi hả Nhi? Thầy đang nói vang đỏ nha. 18 độ thưa thầy. Rồi. À, rồi, có bạn nào nữa không? Bạn nào còn nhớ nhiệt độ? Nhiệt độ của white solar 14, 15-18. Rồi, à, 15-18 là nhiệt độ. Ok nha. 15-18 hoặc là nhiệt độ phòng là cho, à, đó là cho rượu vang đỏ là để mình phục vụ được, à, là từ 15-18 độ là đó nhiệt độ của rượu vang đỏ. Nhưng không loại trừ trong đây nó sẽ có rượu vang trắng, và do đó rượu vang trắng nó sẽ không đủ nhiệt độ, đúng chưa? Và do đó mình sẽ có một cái chiller, cái nhiệt độ nó phải thấp hơn, cái độ nó phải lạnh hơn để nó ướp rượu vang trắng. Thì thông thường, đúng rồi, à, bị chán thì từ 15, có bị nhẹ từ 12-14, bị chán thì từ 15. Thì thông thường, à, thông thường thì cái white cellar có thể họ sẽ ngang làm hai, một bên là người ta sẽ để rượu vang trắng và một bên là người ta sẽ để rượu vang đỏ. À, thì nhiệt độ hai bên nó sẽ khác nhau. À, nhiệt độ hai bên nó sẽ khác nhau. À, và nếu như mà nó chung như vậy, giống như ở trong đây các bạn thấy, ở đây là một cái white cellar chung nè. À, có những chai rượu vang trắng nè. À, có những chai rượu vang đỏ thì nhiều ha. Thì thông thường nếu như các bạn có như vậy thì các bạn phải, à, các bạn phải có một cái tủ nữa để các bạn ướp rượu vang trắng. Và khi đó thì cái vang trắng đó, khi các bạn bán hết, các bạn phải refill ngay. À,
Tại vì cái tủ lạnh thì nói chung nó cũng có giới hạn, và các loại rượu vang trắng, vang hồng thì nó cũng có khá nhiều, tùy theo mỗi nơi các bạn có thể stock mỗi loại là mấy chai và các bạn có bao nhiêu loại thì các bạn phải để vào đó hết, à, để mình có thể trên menu có chai nào là trong tủ lạnh bắt buộc phải có, à, và mỗi lần như vậy thì các bạn sẽ stock 2 hay 3 chai tùy theo, à, để cho nó kịp lạnh, và bán được chai nào thì các bạn bao lâu thì các bạn sẽ refill vô, thì cái đó là người bartender phải nắm. Để chi? Để cho các bạn kịp bán chứ không gì hết. À. Thông thường ít nhất là trong tủ lạnh các bạn phải có từ 3 chai trở lên. À, và nếu các bạn bán chai nào thì thông thường là bartender phải refill ngay để cho nó kịp lạnh. À, để cho nó kịp lạnh. Còn nếu các bạn mà ướp trong cái soda mà có nước á, thì thông thường cái nhãn chai, à, nếu như các bạn chưa đưa bán cho khách, chưa phục vụ khách mà các bạn để cái nhãn chai mà nó bị lem nhem hay nó bị rách hay là nó bị sốt này kia vân vân thì rất là khó coi nha, cho nên thông thường người ta sẽ ướp lạnh thôi, thì cái nhãn chai nó cũng được bảo quản cho nó đẹp và nó không có bị rách, không có bị ướt vân vân ha. Thì trong cái quay sau là như vậy. Rồi kế tiếp đến là cái glass washer machine hay là glass rack. Glass washer machine đó là cái máy rửa ly. À, cái máy rửa ly. Thì đối với cái máy rửa ly này, các bạn thấy, thì công năng của cái máy rửa ly này, thì thông thường thì khi vào ca thì các em phải mở cái máy này lên. À, thì cái máy này nó sẽ hoạt động. Thông thường thì mở máy cà phê thì các bạn phải mở luôn cả cái máy rửa ly. Thì cái máy rửa ly này nó phải làm nước nóng lên rồi nó bắt đầu nó mới sử dụng được. Khi nước chưa nóng thì ở đây trên cái bảng điện này nó sẽ báo là nước chưa nóng thì nó sẽ không có ready, tức là nó không ready thì nó không rửa được. À, khi các bạn mở nút thì nó sẽ có một cái nút màu xanh, nó gọi là ready, tức là bắt đầu cho sử dụng. Thì lúc đó bắt đầu cái nước ở trong này nó đã đủ nóng rồi. À, và cái nguyên lý hoạt động của cái máy này là nó sẽ có hai hộc. Một hộc nó gọi là xà phòng để rửa. Khi mà máy bắt đầu rửa thì nó sẽ phun cái hóa chất rửa lên trên các ly này. Và sau đó khi mà rửa xong, cái giai đoạn rửa xong thì nó sẽ tráng xong rồi nó sẽ sấy, tức là nó sẽ phun cái hóa chất nó gọi là sấy khô á, thì cái hóa chất nó sấy phun lên và sau đó nó sẽ ngưng, và lúc bấy giờ các bạn đem ra thì trong không khí nó sẽ khô ngay. À, và một số ly đậy nó còn nóng, nó ra không khí ngoài thì nó sẽ khô. Và không loại trừ một số ly nó còn dính nước, nó chưa khô kịp, nó chưa khô ra ngoài đó, nó lâu quá nó không khô kịp tại nó dính nước nhiều, hoặc là có những cái giọt nước mà nó đóng ngay miệng ly, thì do đó cần có một bạn phải lau lại các ly này. Tại vì nếu như khi rửa xong các bạn lau liền thì nó rất là nhanh khô lắm. À, các bạn lau sơ qua là nó đã khô rồi và nó sẽ sạch bóng hơn. À, còn nếu các bạn để đó qua ngày hôm sau hay là các bạn khi nào rảnh thì các bạn sẽ lau, thì lúc bấy giờ có thể một số ly nó sẽ khô, một số ly nó sẽ đọng lại nước ngay cái miệng ly, và lúc bấy giờ bắt buộc các bạn phải kiểm tra. Và cũng không loại trừ một số ly nếu như các bạn chán ly ở ngoài không sạch thì ở trong cái vết son này máy nó sẽ không rửa sạch hết toàn bộ. Và lúc bấy giờ có thể nó sẽ còn lại cái dấu vết và bắt buộc cái người bartender phải rửa lại. À, phải rửa lại và lau lại một lần nữa. À, đó là cái máy rửa ly. Còn các bạn thấy ở bên kế bên đó là cái glass rack. Glass rack thì ở đây nó có những cái hộc. Thì cái công năng của glass rack này nó là để định vị cho cái ly nó không bị ngã. À, còn cái ly mà các bạn thấy ở trong cái máy thì các bạn sẽ thấy cơ bản là ly nhỏ, ly lớn để lộn xộn nhau.
à, và ly có chân hoặc ly không chân, các bạn để lộn rồi như vậy thì nó rất dễ va vào với nhau và thành ra nó sẽ có sự đổ vỡ. Còn đối với cái rắc ly này thì tùy, ở đây cái rắc này thì đưa tượng trưng cho các bạn thấy đó là cái rắc mà nó có 36 học, 2, 4, 6, 7 học à. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 49. Thì cái rắc này ta chỉ để cho cái ly 2 bôn và cái ly cà phê đá thôi. Là ly colin hoặc là ly 2 bôn thì có thể để trong cái rắc này được. Hoặc là ly ly kiêu hoặc ly sherry thì trong cái rắc này có thể để được. Nhưng đối với ly lớn hơn thì cái hole này nó sẽ lớn hơn và nó sẽ sử dụng ít ly hơn. Có thể là 16 học thôi để rửa cái ly red wine. 16 học hoặc là 8 học gì đó thì họ sẽ rửa ly red wine thôi. Cho nên thông thường thì mình sẽ có những cái loại rác như vậy, có thể là mỗi loại mình sẽ có một loại, một kiểu. Ly high ball hay là ly juice đó, hoặc là ly cocktail hoặc là ly red wine thì thông thường mình sẽ có những cái rác như vậy để mà rửa. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tiện hơn. Nó sẽ không bị đổ vỡ. Thì cái glass rack nó là cái công năng nó là như vậy. Kế tiếp là máy cà phê. Máy cà phê thì các em thấy ở đây, trên cái máy cà phê đây thì nó có cái cup ha, có dĩa ha. Thì các bạn nên nhớ khi mà mình rửa xong rồi thì mình có thể úp lên đây, nhưng mà bắt buộc cái ly này nó phải khô ráo. Thì lúc bấy giờ mình để lên đây. Tại vì sao? Ở trên đây nó là cái lưới, và dưới cái lưới này nó sẽ là có những cái lỗ thông hơi từ máy nó đi lên. Và mình tận dụng cái hơi nóng của cái máy cà phê để mình làm nóng cái cup. Cái công năng của nó trên đây là như vậy. Nhưng các bạn nên nhớ, khi các bạn úp cái tách lên đây thì cái tách này nó phải khô, không được có nước. Tại vì khi có nước các bạn để lên đây và nước nó sẽ nhiễu xuống máy, có thể nó làm chạm máy, có thể nó làm giảm cái tuổi thọ máy này rất nhanh. Nước nó cứ nhiễu vô mỗi ngày, mỗi ngày một chút thì các bạn sẽ thấy là cái tuổi thọ của máy giảm rất nhanh. Và do đó các bạn nên nhớ khi để cái cup ở trên đây thì nhớ tuyệt đối là ly phải khô và không có nước, nhớ nha. Rồi, về công năng của máy cà phê thì hôm trước các bạn nào đã tham gia cái buổi mà barista show chưa? Lớp mình có ai đã tham gia buổi barista show không? Trong 2 tháng trước trường có làm cái show của barista đó, các bạn nào đã tham gia không? Ủa các bạn không có tham gia vào cái buổi sáng của tháng tư không kịp đăng ký hả? Ok rồi ha. Thì khi nào có thì các bạn cố gắng ha, mình có thể tham hiểu thêm. Rồi. Rồi, thầy giới thiệu sơ về cái máy này. Đối với một cái máy để mà cái cà phê nó được hoàn hảo và khi nén lên, cái rúp này là cái rúp mà có cái cần màu đen này, các em thấy nè ha. Đó là để nén cà phê trong đây. Đây, thầy chia sẻ thêm cái rúp này nè. Đây, cái rúp cà phê đâu rồi?
đây đây cái rút cà phê là các em thấy không, để lấy bã ra nè, bã cà phê nè, đây đây là cái rút cà phê à. Thì cái rút này các em thấy đối với cái máy cà phê thì hai cái cần hai bên này nó sẽ được chịu lại để giữ cho cái rút này, và nước nó sẽ thẩm thấu xuống cái ống cà phê này và nó đi ra cái vòi ở phía dưới này. Thấy không? Cái vòi ở dưới đây nha. Rồi để đi ra cái vòi ở dưới đây. Cái vòi này đó là vòi 2 2 2 shot, còn đối với cái vòi ở trên đây có cái thay nắm nè. À thì cái vòi này là vòi 1 shot nè, các em thấy không? Nó chỉ ra được có một bên. À thì đối với lại cà phê khi nén thì cái nén là lượng cà phê thì nó khoảng tầm 14 gram, 14 cho tới 16 gram cho cái rút đôi. À và từ 7 đến 8 gram chỉ cho cái rút đơn. Cho rút đơn là rút một shot, một shot là 30 ml. Nhớ ha. Thì thông thường à, khi các bạn nén lên thì các bạn sẽ cảm giác được cái dòng chảy của cà phê. Và người ta nói rằng cà phê nó được chiết xuất hoàn hảo nhất là khoảng tầm 22 giây. Đối với lại cà phê rút đôi và rút đơn thì khoảng tầm 18 giây là đạt tiêu chuẩn. Nếu ở đây nếu thầy nói là cái nếu mà rút đôi là 2 shot thì nếu nó vượt quá 30 giây thì hiện tượng gì của cà phê sẽ xảy ra? Có bạn nào biết, bạn nào làm bên cà phê cho thầy biết. Có bạn nào biết không? Dạ, bị loãng. Nó chảy 30 giây là bị loãng, bị khét. Dạ, bạn Vũ cho thầy biết. Vũ mở cái micro lên đi em. Vũ. Dạ em nghe thầy. À, em đã từng làm qua cà phê chưa? Dạ rồi ạ. À, rồi cái việc khét như em nói là nó từ đâu? Nó quá khét, nó quá ghê. Em nghĩ là do nó chiết xuất quá lâu á thầy. À. Áp suất ở chỗ nó còn nó cũng nó có nó đang tăng cao á. À. Rồi cái lượng cà phê nó ra kiểu không được đều á, thường thường thì như thầy nói là nó sẽ ra tập khoảng 20 mấy giây là sẽ cà phê ngon. 22 giây là... đúng rồi, trên 30 giây. Cái này em nghe cái này là sẽ bị là traveling hoặc là bị over thầy. Đúng rồi, nó bị over đó, overtime á. À, nó gọi là short day á. Thì ở đây thầy giải thích thêm ha. Thì các bạn biết đối với một cái cà phê mà nếu nó chạy quá chậm thì nó sẽ bị khét ở trên cái mặt cà phê này. Tại vì khi các bạn áp cái rút này lên trên máy cà phê thì trên máy ở trong đó, cái lồng đó nó sẽ có một cái miếng lưới, nó lưới nó bằng thép. À bằng thép, nó giống như là cái lưới mà các bạn làm với cà phê phin á. Các bạn thấy có cái miếng lưới chặn không? Khi các bạn trước khi bạn đổ nước sôi vô các bạn có cái miếng lưới đó. Thì ở trên máy nó cũng tương tự, nó giống như vậy, nó sẽ có cái lưới để nó thẩm thấu nước xuống à cái mặt cà phê này. À và khi cà phê này nếu như mà nó chảy quá chậm trên 30 giây thì cái miếng lưới đó là luôn luôn nó nóng, và nó nóng nó làm cho cái mặt cà phê này nó bị khét, và khi đó nước xuống nó chiết xuất ra cà phê nó cũng sẽ bị khét. À cái khét là do cái mặt cà phê nó tiếp xúc với lại cái miếng lưới đó, nó làm cho cái cà phê nó bị khét. À, chứ cái nước nó không làm cho cái cà phê nó bị khét đâu. À. Rồi, đó là cái thứ nhất. Vậy thì nguyên nhân vì sao nó chảy quá chậm? Nó sẽ có những nguyên nhân nào? À, nén... do nén quá chặt là dòng chảy chiết xuất qua bột cà phê. Đúng rồi, đó là một ý. Còn ý nào nữa không các bạn? Cà phê quá mịn. Rồi, đúng luôn. Ok, cà phê quá mịn. Còn bạn nào có ý kiến nào khác không?
hai ý các bạn nói đều quá đúng ha, tức là do các bạn nén quá chặt à, và cà phê có thể là quá mịn, quá mịn thì đâm ra khi các bạn làm à, khi các bạn làm thì nó sẽ à, nước nó chảy không được à, nó quá mịn, hoặc là các bạn nén quá chặt à, các bạn ép xuống quá chặt thì lúc bấy giờ thì nước nó cũng sẽ không thẩm thấu được à, và làm cho cái cà phê nó sẽ không đạt yêu cầu à. Rồi nếu như bây giờ chỉ có tới 15 giây, khoảng 15 giây là nó lại bị ngưng rồi à, nó chiết xuất xong rồi, 15 giây là coi như xong một cái rút đôi à. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra à, Vũ cho thầy biết rồi. Xảy ra khi mà nước cà phê nó chỉ chiết xuất tới 15 giây. Bộ đâu rồi? Dạ, ơi thầy à, em nghĩ là nó bị kiểu nó bị đập mấy thầy, với lại kiểu như cái nó không có được đạt đủ chất lượng, em nghĩ là vậy. Em quên mất tiêu. À, bây giờ còn làm không? Dạ còn mà lâu quá em không có test cà phê nên em cũng không có nhớ thầy. À, tại vì nếu như các bạn làm mà các bạn ví dụ khi nó thứ nhất là hồi nãy nó ngược lại với cái hồi nãy nó chảy chậm, tức là cà phê nó quá to, nó không mịn à, hoặc là các bạn nén chưa đủ chất lượng thì cà phê nó còn ở trong đó những cái lỗ, và lúc bây giờ nước nó thẩm thấu nhanh quá và nó sẽ chảy nhanh, và lúc bây giờ cà phê nó chiết xuất không đạt yêu cầu à. Và một cái nữa mà cái người barista họ đang bị mắc phải đó là gì, đó là khi các bạn nén rồi thì các bạn lại gõ thêm những cái nữa. Khi các bạn nén lần cuối cùng, các bạn lại gõ xung quanh cái rút này. Các bạn lấy cái temper, các bạn gõ thêm cái rút này. Và làm cho cái rút. Các bạn tắt cái micro mình. Và lúc bấy giờ, thì các bạn thấy khi các bạn gõ nữa, thì cái bánh cà phê này nó sẽ bị nứt. À, dù cho các bạn là đủ ram nè, các bạn đủ ram, các bạn đủ mịn, nhưng khi các bạn nén chặt, các bạn gõ thì làm cho cái bánh cà phê này ở bên trong nó sẽ nứt ra nhiều đường rãnh ở trên trong mà mình không thấy, và lúc bấy giờ khi các bạn chiết xuất ra, nước nó cũng sẽ thẩm thấu rất là nhanh, và lúc bấy giờ cà phê nó cũng sẽ không đạt yêu cầu à. Thì đó là một số các cái yếu tố là làm cho cà phê nó sẽ được ngon hơn à. Thì ok, thì thời gian nó cũng tới giờ rồi, thì bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây, bữa sau thì cho mình sẽ tiếp à, cái phần này để cái máy cà phê à. Rồi hiện tại thì có bạn nào có câu hỏi gì không? Hello. Bà nói cái nào bên da chớp giờ nó muốn khô rồi. Của bà thôi muốn tăng à. Rồi, không thầy ơi. Không ha. Rồi ok, thầy sẽ nhường máy lại cho cô Trâm nha, điểm danh các em nha. Rồi, dạ, cảm ơn thầy. Rồi. Mình kiểm tra điểm danh nha các bạn. Hai bảy N04 Hoàng Duy có mà rồi vắng ha. Bạn Hữu Quyền rồi, Hữu Quyền vắng ha. Kim Trung dạ Quyền có cô ơi. Dạ cô ơi, Quyền có nha cô. Rồi Quyền có. Kim Trung vắng. Thanh Ly. Thanh Ly có không ạ? Thanh
Thành sự. Có cô ơi. Mỹ Văn. Bà Mỹ Văn có mà. Dạ có cô ơi. Mỹ Văn có cô ơi. Rồi 26N2 27N5. Thiên Nhã. Dạ có cô ơi. Khánh Linh. Dạ có cô ơi. Rồi Thiên Ân. Dạ có. Rồi đủ ha. 27N6. Bạn Anh Hào. Dạ có. Thị Nguyên. Dạ có cô ơi. Rồi lớp mình học đủ ha. 27N07. Diệu Linh. Diệu Linh nghỉ luôn cô ơi. Diệu Linh nghỉ luôn. Rồi Thùy Trang. Dạ có. Dạ có. Văn Ngoãn. Dạ có. Mỹ Duyên. Có. Rồi lớp học đủ ha. Rồi chào các bạn nha. Rồi bye các em. Rồi chào thầy ạ. Chào em.